Thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, tỉnh An Giang đã tích cực đẩy mạnh dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại vùng cao Bảy Núi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam. Vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang có đông đồng bào Khmer sinh sống, gồm hai huyện Chi Tôn và Tịnh Biên. Sản xuất nông nghiệp thường gặp khó khăn khâu nước tưới phục vụ cho cây trồng trong mùa nắng nóng. Đồng ruộng và hoa màu nơi đây trước giờ chỉ sản xuất lúa một vụ trong năm và nước tưới chủ yếu phụ thuộc nước mưa. Tuy nhiên, những năm qua, tỉnh An Giang đã đầu tư hệ thống thủy lợi cho vùng cao, nên vào mùa hạn, người dân Bảy Núi vẫn có thể yên tâm có đủ nước phục vụ sản xuất. Nhiều năm gần đây, được nhà nước đầu tư hệ thống thủy lợi vùng cao để phục vụ nước tưới cho người dân sản xuất lúa, chúng tôi rất mừng. Riêng làm ruộng vụ hè thu năm nay, thấy có lợi trước mắt là nước tưới đầy đủ vào đồng ruộng, máy móc vào cày sới, cho nên chúng tôi tranh thủ xuống giống lúa hè thu, sau 3 tháng là sẽ cho thu hoạch. Vụ lúa hè thu này nhờ có trạm bơm của nhà nước đầu tư, nên cả tuần nay trạm bơm hoạt động, đưa nước vào ruộng đồng lênh láng. Nông dân chúng tôi bắt đầu đắp đập, giữ nước, vệ sinh đồng ruộng để xuống giống. Sau khi xạ, chúng tôi xịt thêm thuốc diệt mầm cây cỏ và ít ngày sau lúa lên cao, cho giải phân là lúa xanh tốt. Không chỉ cung cấp đầy đủ nước cho đồng ruộng của bà con, những trạm bơm như thế này còn giúp người dân nơi đây tăng năng suất hơn gấp nhiều lần. Trước đây, các hộ gia đình làm lúa một năm chỉ sản xuất được một vụ, đều phụ thuộc vào nước trời mưa. Tuy nhiên, hơn 2 năm nay, từ khi chủ động được nước tưới từ trạm bơm nước, các hộ gia đình đã tăng năng suất cũng như canh tác được nhiều vụ lúa trong một năm. Đời sống bà con được cải thiện đáng kể. Bây giờ trạm bơm này phục vụ cỡ 400 hộ mà người dân tộc không. Hồi xưa là trạm bơm này mà là chưa có trạm bơm này mà có một vụ, mà bây giờ có trạm bơm này mà được 3 vụ. Hoặc là 3 năm 8 vụ. Hiện trên địa bàn huyện Chi Tôn có 12 trạm bơm vùng cao. Các trạm bơm này đã và đang phát huy hiệu quả rất tích cực, đảm bảo tưới tiêu đủ cho hàng nghìn diện tích lúa và hoa màu của bà con nơi đây. Với cái 12 trạm bơm khu vực trên đó thì cũng lấy nước từ những con kênh lớn, là cũng phục vụ cho lúa và hoa màu cây ăn trái của bà con, cũng đảm bảo được năng suất của lúa và hoa màu. Từ đó thì làm cho đời sống của bà con càng ngày được khấm khá hơn. Cùng với đó, huyện Chi Tôn còn có 4 hồ chứa nước ngọt đã đưa vào hoạt động. Trong đó có 3 hồ chứa nước lớn do Trung ương đầu tư xây dựng trong chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm hồ Xoài So và hồ Xoài Trách, xã Núi Tô, hồ Ô Thum, xã Ô Lâm, hồ Ô Tà Sóc, xã Lương Phi. Các hồ thủy lợi này có khả năng phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.000 hecta đất nông nghiệp. Đến nay, các hồ chứa trên vùng cao giúp nông dân chuyển từ sản xuất một vụ năng suất thấp sang sản xuất 2 đến 3 vụ một năm, cho năng suất cao hơn. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer từng bước được nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Để cải thiện cuộc sống đồng bào vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục việc thiếu nước của đồng bào vào mùa khô hạn, từ năm 2018 đến năm 2020, tỉnh An Giang đã xây dựng thêm 5 hồ thủy lợi và 3 trạm bơm điện tại hai huyện Chi Tôn và Tịnh Biên, với tổng kinh phí hơn 360 tỷ đồng. Công trình bảo đảm mức tưới là 75%, mức bảo đảm tiêu là 90%. Việc giữ được nguồn nước sẽ cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng chống cháy rừng, sản xuất nông nghiệp trong mùa khô và điều tiết lũ trong mùa mưa thuận lợi hơn. Các công trình này đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất cho hơn 80.000 hộ dân vùng Bảy Núi. Cũng hiện tại thì cũng được Trung ương hỗ trợ thì đang tiếp tục thực hiện cái dự án thủy lợi vùng cao của hai huyện Chi Tôn, Tịnh Biên. Thì trong đó đầu tư thêm 5 cái hồ chứa và 2 cái trạm bơm. Thì nếu sau khi đầu tư hoàn thành thì cái hệ thống hồ chứa này, trạm bơm này sẽ phục vụ được khoảng thêm khoảng 1.500 hecta diện tích thủy lợi sau hồ nữa, để mong phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như các cái mục tiêu. Cái thứ hai nữa là không khuyến cáo người dân không nên xuống giống ở cái những cái vùng mà không có cái hệ thống thủy lợi, để mà tránh cái thiệt hại do nắng hạn gây ra. Về lâu dài, tỉnh An Giang cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và huy động nguồn lực của địa phương
tiếp tục để triển khai thực hiện đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi vùng cao ở hai huyện miền núi Chi Tôn và Tịnh Biên như trạm bơm điện vùng cao, hệ thống thủy lợi sau hồ. Trong đó đã thực hiện đầu tư 8 trạm bơm điện vùng cao, phục vụ diện tích gần 4.000 hectare. Bên cạnh đó còn đầu tư 3 hệ thống thủy lợi sau các hồ chứa nước phục vụ tưới với diện tích 380 hectare cho diện tích đất vùng cao, từ sản xuất một vụ lúa nhờ nước trời mưa sang chủ động nguồn nước gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Với đặc thù vừa có đồi núi, vừa có đồng bằng, huyện Chi Tôn quy hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nước tưới, điều kiện canh tác, trong đó chú trọng công nghệ sản xuất mới giúp tăng năng suất, chất lượng, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm để ổn định đầu ra và sản xuất phù hợp với tín hiệu thị trường. Thưa quý vị và các bạn, các dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao mà tỉnh An Giang đã triển khai giúp địa phương có thể chủ động kiểm soát, bảo đảm cung cấp đủ nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như là sắp xếp bố trí lại dân cư vùng cao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bản tin mới nhất của Báo Nông nghiệp Việt Nam.